Bí mật động trời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, Thiên Thượng Chi Long, đúng trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ được lộc bể trên, cực may, cực đỏ, tiền chất như núi, mua nhà, tậu xe, tiền tiêu ba đời không hết, nếu biết được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam nữ mạng. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Người tuổi Bính Thìn được Phật Dược Sư Như Lai ban phúc, Phật Long Thủ Bồ Tát ban trí, Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phật Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Bính Thìn là người thông minh, học ít biết nhiều, văn chương chiếu mệnh đủ điều khôn lanh. Mùa hè xanh đậm thời nay, giàu nghèo thì cũng an nhàn tấm thân. Mùa xuân lối số bần cùng, rất là cực nhọc chẳng màng tấm thân. Anh em cũng chẳng được gần, tình đầu chắc trở bởi sầu lương duyên. Trung niên mới có cơ ngơi vững bền, tu tâm tích đức càng nên, hậu vận danh chức xứng tên với đời. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, song lại đâu vào đấy, con người bộc trực thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn nên sống xa quê sẽ tốt hơn, tuổi này được thừa hưởng, thừa kế của ông bà cha mẹ, sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bố bá với người bạn thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao tuổi Bính Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận. Họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Chính vì thế, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Chính vì thế trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Nhìn chung Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, được hạnh phúc vun đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống rất thoải mái. Xem luận giải tử vi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong 3 tháng giữa năm 2024 âm lịch cho thấy, cuộc sống của quý mệnh sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn, vất vả mà trước đó đã phải chịu đựng, thì khi bước sang 3 tháng giữa năm sẽ được cát tinh vây quanh. Tuy nhiên, để nói là qua cơn bi kịch tới hồi thái lai, thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của quý mệnh cần được chuẩn bị kỹ càng, có thay đổi hiện thực thành công hay không. Bởi lẽ ngoài thì vẫn có những hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Đường tài lộc thời gian này vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh marketing bán hàng. Thành tích đạt được sẽ tăng và tạo mức thu nhập ổn định, không ngừng tăng tiến. Trong cuộc sống hàng ngày, quý mệnh vẫn cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điểm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của quý mệnh khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành,
thì Bính Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, thì sẽ giúp quý mệnh bộc lộ những tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rồng cũng đừng quên rằng, trong năm vẫn có điểm báo xô sát, cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí là kiện cáo ra tòa và cũng dễ bị phá tài hao của. Trong một số trường hợp đặc biệt, còn có thể bị thương tích trên người, cho nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Đặc biệt là trong 3 tháng giữa năm này, Bính Thìn nên lưu ý là hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng nên tránh những nơi ẩm ướt, tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Và sau đây là luận giải chi tiết cụ thể các phương diện cuộc sống của Bính Thìn 1976 trong 3 tháng giữa năm như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. So với tử vi tuổi Thìn những năm đầu tháng, vẫn còn khá thuận lợi. Sang 3 tháng giữa năm 2024 này, quý mệnh mới thực sự phải chịu trận với những hung hiểm phải đối diện, hung vận gia tăng liên tiếp ảnh hưởng, đồng thời với hai cục diện hại thái tuế và hạn tam tai 2024. Bước vào năm giữa khó khăn áp lực, thách thức là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng không thể tránh được. Đây là lúc hầu hết các kế hoạch cũ mới của bạn đều vấp phải cản trở nhất định, nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dang dở. Điều này cũng dễ đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của quý mệnh. Năm 2024 là năm hạn cuối tam tai, chính vì thế tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần chú ý nhé. Mọi việc bạn nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kèo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực của bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm này có thể khiến cho người khác phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn, khiến cho bạn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến quý mệnh dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy, hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể. Với người đang muốn thay đổi công việc, không phải là thời cơ tốt, dù vẫn có cơ hội làm việc, song quan trọng nhất là bạn biết mình cần gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hung vận lớn nhưng không phải là không có cơ hội cho quý mệnh chờ mình. Trong hung tàng có sao tốt, chủ về công danh và ấn quan và thiếu dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, giúp giải cứu giải nguy cho bạn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024 này, với Bính Thìn diễn ra tốt đẹp hay trắc trở, hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn vào trong một guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm trực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Bạn hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống nhé. Về mặt tài lộc, bạn được dự đoán là có 3 tháng giữa năm, tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút. Hung vận từ hạn thái tuế và tam tai sẽ khiến quý mệnh gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên. Chính vì thế, quý mệnh hết sức chú ý, quý mệnh tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Quý mệnh đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả giá không nhỏ. Do đó trước khi hành động, bạn đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải chắc chắn đến đấy. Quý mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu cần chú trọng tiết kiệm, người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong những tháng giữa năm 2024 này. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh ít chịu ảnh hưởng hơn, dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Đặc biệt tuổi Bính Thìn cần nhớ các việc phạm pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế cộng thêm ảnh hưởng từ tam tai sẽ khiến cho quý mệnh có thể vướng vào kiện tụng. Nếu làm ăn bất chính, bạn chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt nhé. Nhìn chung,
Vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm bạn liên tục chịu áp lực về tài chính, nhưng một khi đã vượt qua, quý mệnh vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Chính vì thế, bạn đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc nhé. Hãy kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi năm 2024 nhận định vận hạn bủa vây khiến đường tình duyên của bạn ở tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch chịu nhiều tác động bất lợi. Dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh, vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục, cát tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa hạnh phúc. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng rãi, dễ tìm kiếm được đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Cục diện tương hại xuất hiện, khiến tình cảm dễ đi đến, dễ đi có hỉ ái và có u sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Quý mệnh có nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài với bạn. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bạn có thể mất cả chì lẫn chài. Còn những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt về mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Bạn sẽ không giữ cho họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa chuyện tình cảm của bạn trong năm này là tình yêu dành cho người xứng đáng. Với người đã có gia đình, lại càng cần cảnh giác nhé. Vì bạn dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường cũng khiến cho quý mệnh có một cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, như giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi không thể làm chủ được cảm xúc thì bạn dễ nóng vội và đưa ra quyết định sai lầm. Về mặt sức khỏe thì tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện hại thái tuế, tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến sức đề kháng tăng, nguy cơ bệnh tật. Trong năm có nhiều việc phải lo toan và suy nghĩ, trục trặc trong cả công việc và tình cảm, có thể khiến cho bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Chính vì thế, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn, suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian để thư giãn tinh thần, điều hòa khí huyết nhé. Hung vận lớn, cho nên bạn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến các vấn đề an toàn. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có nhé. Và sau đây là vận trình tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong 3 tháng giữa năm là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024 và cẩm nang vượng vận dành riêng cho quý mệnh. Đầu tiên là tháng 5 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch thì bạn trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạn ưu tiên những gì an toàn, không thích tranh đấu vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm nhiều mệt mỏi căng thẳng, nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Bính Thìn tháng 5 âm lịch có phương diện sự nghiệp tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc tiến triển tốt hơn so với tháng trước. Nhìn chung, quý mệnh đã có những nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi. Có thể cách thức của bạn không đủ nhanh, nhưng người khác cảm thấy hài lòng với cách mình làm. Thế nên, nếu ai có chỉ trích hay chê bai hoặc là mang ra để so sánh, thì bạn cũng đừng buồn phiền nhé. May mắn là bạn có Thái Dương cát tinh phù trợ, cho nên những khó khăn của tuổi Bính Thìn trong tháng mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn muốn có. Càng về cuối tháng, bạn sẽ càng bớt đi sự tranh đua, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình mà không bị phụ thuộc quá vào ngoại cảnh. Về tài lộc của bạn trong tháng 5 âm lịch thì thương quan xuất hiện có thể gây mất mát tiền bạc cho quý mệnh bất cứ lúc nào. Chính vì thế bạn không nên lơ là chủ quan. Mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt, nên ưu tiên để tiền trong thẻ. Ngoài ra, đừng chọn lựa trang phục đắt tiền, kẻo gây chú ý với kẻ gian. Đừng để công sức của bạn dành tiền suốt một thời gian qua, chỉ vì một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc nhé, để đảm bảo an toàn cho mình. Thêm nữa, vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn, bạn cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả là món đồ rẻ hay là giảm giá. Nếu bạn muốn mua nhiều cũng sẽ mất một khoản tiền lớn đấy nhé. Xem luận giải tử vi cho thấy,
thì tháng này ngũ hành tương sinh mang lại vận may về tình cảm cho tuổi Bính Thìn, có thể là người độc thân thoát ế và vui vẻ làm quen gặp gỡ người mới, nhất là khi thiên diêu chủ đảo hoa ghé thăm, sẽ giúp cho nhiều người thoát khỏi cảnh độc thân. Tuy nhiên, có nhiều người gặp khó khăn trong việc lựa chọn bạn vì chưa biết ai mới thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong tháng này, những ai đã có đôi thì nên thận trọng đừng để những cám dỗ lôi kéo khiến cho bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có đó. Về sức khỏe, thì tháng năm âm này, bạn cũng sẽ cần lưu tâm hơn tới sức khỏe. Thiên Nguyệt xuất hiện chủ về ốm đau, ảnh hưởng tới sức khỏe, liên tục xuất hiện tình trạng bất thường. Bạn lúc này cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, chính vì thế quý mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng mới nhé. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn nữa đấy. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý, tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng. Con số may mắn là số 76 và số 94. Tiếp theo là tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Tháng mới, hối hả và nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn so với tháng 5 âm lịch, thì tháng này với nhiều dự định kế hoạch ấp ủ, bạn có thể đón nhận vài tín hiệu vui trong tháng này, đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Bạn đừng quên chia sẻ điều đó với người bạn yêu mến. Tháng này có nhiều vận hạn của bạn được đẩy xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông và thuận lợi, rất hợp lý khi bạn có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến cho bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm đó. Chính ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ và đẩy công việc của bạn thuận lợi hơn, khi mà mọi thứ đi vào guồng quay sẽ đỡ tốn công sức hơn trước đây. Với sự xuất hiện của các tinh hỗ trợ, cho nên tháng mới này bạn có tài lộc rất dồi dào, có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, có nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng 6 âm lịch này. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cục chính tây báo hiệu quý mệnh trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ, còn những khoản mà có lãi suất cao thì bạn cần trả ngay lập tức nhé. Chớ để đêm dài lắm mộng, thêm phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi, nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình. Tháng 6 của tuổi Bính Thìn âm lịch, ngũ hành xung khắc cho thấy khả năng xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động, khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, nếu được ai đó chia sẻ, thì bạn sẽ sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đối phương là người tốt bụng, hiền hòa, và bên cạnh đó có một số nhược điểm là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế bạn hãy đón nhận và yêu thương thay vì chỉ trích đối đầu bạn nhé. Về sức khỏe, đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất tinh thần, dành thời gian ở bên người thân yêu nhiều hơn, vì yếu tố tinh thần cũng phần nào giúp cho bạn cải thiện được bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng thì thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định còn dang dở. Ngoài ra, những ai đang bận rộn vì công việc thì đừng cho rằng mình khỏe mà bắt đầu lơ là. Dù đang bận đến đâu thì bạn cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng, bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ tốt được. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu đen và trắng. Con số may mắn là số 86 và số 97. Cuối cùng là tử vi tháng 7 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi hàng tháng thì bước sang tháng Chạp, tuổi Bính Thìn chịu sự chi phối của cục diện tương phá, báo hiệu tiểu nhân đeo bám, gây cản trở nhiều trong công việc giữa năm. Công việc dồn ứ nhiều, gây ra áp lực khiến cho bạn phải tất bật cả ngày, thậm chí còn phải tăng ca, mang việc về nhà làm. Ấy vậy mà có kẻ ghen ăn tức ở, tìm cách nói xấu sau lưng, nhằm trục lợi cá nhân. Nhưng may mắn là quý mệnh có nguyệt lệnh lâm quan đỡ ủng hộ, lại có thiên đức soi đường dẫn lối, cho nên bạn hoàn thành mọi việc đúng tiến độ, cấp trên không những không phàn nàn, mà còn ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng cho bạn. Còn người làm công ăn lương, sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại được nhận mất lương và thưởng khá hậu hĩnh,
mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, khi đã vượt qua, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn so với tưởng tượng. Công việc kinh doanh buôn bán tiến triển khá suôn sẻ, mặc dù bị cạnh tranh, nhưng thời điểm giữa năm mọi nhu cầu dịch vụ đều tăng. Chính vì thế, quý mệnh nhân cơ hội này mở rộng quy mô kinh doanh nhé, thúc đẩy doanh số bán hàng, hứa hẹn về thành quả xứng đáng. Theo tử vi học phương Đông, thì bước sang tháng 7 âm lịch, có chính tài xuất hiện. Chính vì thế, bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, tiền hết lại có, và bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn mà quý mệnh kiếm được dù những khoản thù lao đáng ngưỡng mộ, ngoài thu nhập chính, thì các khoản thu phụ trong tháng cũng khá nhiều. Chính vì thế, túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ mà mua sắm, chỉ có điều là cục diện tương phá vẫn ảnh hưởng từ xa, bạn làm gì cũng cẩn trọng, quản túi tiền thật chặt, đề phòng bị mất trộm, kẻo kẻ tiểu nhân lừa gạt. Xem phi tinh tháng thì bát bạch chủ tài tinh, gặp ngũ hoàng đại sát tinh ở phương Bắc, chính vì thế tài tinh dễ bị hao tổn, khó phát huy tài tinh, chính tài, khiến cho quý mệnh có tiền nhưng mà khó giữ. Và để khắc phục tình trạng này thì bạn nên đặt biểu tượng tỷ hưu phong thủy ở hướng Bắc của phòng khách ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải hung khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh buôn bán đó. Phương diện tình cảm của bạn thì gặp khá nhiều trục trặc trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, gia đạo bất ổn, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn xoay quanh các vấn đề về tài chính như tiêu pha tiền bạc, nuôi dạy con cái, rồi xung đột giữa cha mẹ và con cái cũng liên tiếp xảy ra, khiến không khí gia đình căng thẳng. Cách duy nhất khiến tình hình trở nên khả quan hơn là bạn cần dành thời gian quan tâm nhiều tới mọi người trong nhà, chính bạn chứ không phải ai khác, sẽ đứng ra làm sợi dây kết nối mọi thành viên thông qua con đường đối ngoại để có thể xé chia và hàn gắn xung đột. Mặc dù dấu hiệu đào hoa không đến nỗi quá tệ, còn người độc thân chưa thể tìm thấy đối tượng ưng ý vì quá kén chọn, trong tháng thổ vượng thì tính khí tuổi Bính Thìn bất ổn, tâm tính thay đổi nhiều, có xu hướng bảo thủ khi xử lý mọi việc. Chính vì thế mà tinh thần luôn bị ức chế áp lực, gây ra tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tháng này, quý mệnh có lộc ăn uống, thường xuyên được mời tiệc tùng, khó tránh việc phải uống nhiều bia rượu, ăn uống quá độ, khiến cho hoạt động của gan và thận bị quá tải. Điều này khiến cho cơ thể cảm thấy ì ạch, ăn uống khó tiêu, da rẻ nổi nhiều mụn trứng cá, giấc ngủ bị gián đoạn. Ngoài ra, bạn cần chú ý đi đứng lái xe an toàn, tránh gặp phải va quẹt bất ngờ. Tháng này thì luôn có âm sát ngấm ngầm tìm cách quấy phá, chính vì thế bạn phải thận trọng đề phòng vẫn hơn nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân và Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và Mão, màu sắc may mắn là màu xanh dương và xanh lá, con số may mắn là số 97 và số 86. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi. Bạn biết đấy, nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn. Không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công, chỉ có tiếp tục bước mới biết được. Vì nếu không, ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa. Nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi. Làm người lấy chữ tín răn mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại. Làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối. Làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng,
cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữa mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xu nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.